Tại thành phố Mỹ Tho tham gia hội thi có 15 thí sinh là chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ các phường xã. Mỗi thí sinh tham gia dòng 1 với hai phần thi gồm thi trắc nghiệm kiến thức với chủ đề cán bộ hội hiểu biết và thi thuyết trình với chủ đề cán bộ hội tài năng. Ban giám khảo chọn ra 8 thí sinh có điểm cao nhất vào dòng 2 thi ứng xử tình huống với chủ đề cán bộ hội tự tin, trách nhiệm, Nội dung thi xoay quanh việc thực hiện chỉ thị năm của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba và ba giải khuyến khích cho các thí sinh.